tháng tháng khoảng tháng 6, Phật không vào nhận bảo. Lúc ra khắp phần của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn soi các bức tranh định mức, hàng sau có nước công của chư Phật. Trong sáng đó, trong bóng sáng đó còn chẳng lẽ pháp tánh của chư Phật càng. Tất cả nào và tất cả chạy cùng biết hàng lắm em, khi nhận các bạn sức này cho Bồ Tát ở trong mười phương thế giới này. Mười phương thế giới. Ngày sau cùng là các bạn thấy chúng ta có khỏi chúng sanh. Sau khi thành được đạo thành, chúng ta sẽ gặp một bức tranh của Phật. Nên nhiều phương trước đây nhìn kênh này, họ thấy chuyện nó bốc ra. Nên nhiều phương trước đây nhìn kênh này, chúng ta cảm ơn là chúng sanh, có tất cả sự công trước kênh vua nước bạn. Phụ hình hình nó lẽ xong cho họ có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng. Nên là Phổ Quảng cung kính chấp tay bạch của Đức Phật, ra bạch của Đức Phật. Đây có được nghe nói tôi là khen ngày thành tất rất là ngất lớn. Mấy cái bạn như thế, trong mong nước như là những không biết là sao. Trong mong sau này, một cái nói sự như một ngày thành tất là giúp cho hàng trời người, là cho hàng trời người bất bộ, chúng tôi là sao các con là cái Đức Phật. Bây giờ Đức Phật mong ngày của người ta giúp cho chúng gần lắng nghe, lắng nghe. Ta sẽ bị cái ông mà nó được sự đức ngày này trong Bồ Tát làm biết cho người trên trời. Với một Phật vong, thấy tôi chắc có sẵn muốn nghe, thì sẽ đất. Bây giờ Đức Phật mong ngày của người ta. Nên là sẽ có người, nếu có người nam, người nữ nào nghe được danh hiệu của người này tăng Bồ Tát hoặc chấp tay hoặc nhận khen hoặc anh lấy hướng một người đó sẽ vào tài khoản 30 kiếp hoặc có là được con Bồ Tát. Nếu có người hoặc có người nào, nếu có kẻ hiện nam người nữ nào hoặc anh chụp ngày này tăng Bồ Tát và cho một lần chiêm ngưỡng một lần đến lễ, người đó sẽ được sanh có trở lại năm trăm lần cho con pháp vi sa đà bá trò nữa. Bây giờ cái phước trời đã hấp một số xuống chúng nhân gian vẫn còn cũng vẫn là vị đế vương không bất sự lên lớn họ nữ thân mẹ con tác. Nếu có người nữ nào chán thân xíu, nếu có người nữ nào chán thân gái hay là có những từ bài hành tập ngày này tăng Bồ Tát là sao, nếu có người nữ nào nhìn chán thân gái hay là có những từ bài ngày tăng Bồ Tát rồi ngày đẹp thế là cái bài ngày đẹp tại một tháng ngày ngày nay mua hơn nổi nổi người phục cũng một trong phải đẹp tại một bác cũng nhìn thấy mắt không thôi và nữa đó sau khi mới vào bác hơn hiện tại hàng cho nên muốn tiếp không còn ở sân của nó có hơn nữa không nên là hoàng gái trừ khi biết làm tổ phúc mình cũng nói gặp phải hoàng gái đó là cũng xanh nên là phúc cũng nhìn được tại một tháng phúc cũng cái đó cho mình tiếp không còn ở sân mình mới tiếp không còn ở sân màu còn không còn hai hoàng gái này nữa. Hơi xinh đẹp và nữ đẹp của Bồ Tát. Có, nếu có nữ nào như thanh xíu và nhìn mình tặc. Đó là chế tổng quan này tại Bồ Tát chế tâm kinh nữ lên lại. Trong khoảng một bữa ăn, nhờ đó sau khi mấy một người nữ đó, chúng ta mình muốn kết. À, thanh được hình thức một xinh đẹp. Không có bệnh tật. Không có bệnh tật. Là sau khi đó nếu không nhập con gái, họ trong mình muốn đời, hoặc là con gái nhà vô cho đến là vô phi. Làm nhỏ nhà quan lớn cũng thấy cái vị đại chuyển giả cái mà nó chơi xinh đẹp nhưng vì có làm chí hành cho nên nó đang trong ngày nó tham tác mà được như thế quý hàng không vậy là nữ đẹp của Bồ Tát cho nên sẽ có người nam người nữ nào có cái chức tưởng ngày của Bồ Tát mà chúng ta mà cho có hết kể nhạc tham ca khen ngợi cùng như cùng dùng hoa cúng dường cho nên khóa được một người hay nhiều người thì người đó trong ngày ta chính thôi là sao là cho người bị hận người đem heo vậy còn không cho những việc không giữ được tên người đó là để cho người đó có chuyện cái tao bất ngờ kinh chém tội ấy kinh chém mất tội đức. Tại quan mà ta cho mình sao nếu có người ác giả khởi quỷ nào nếu gặp kẻ hình nam người nữ nếu gặp kẻ hình nam người nữ nào quỷ phân tính ảnh lễ cũng dường nghe khen đánh lễ chuyên ngữ đánh lễ hình là có Bồ Tát hình là có người tên Bồ Tát và bọn sư cha là không có công đức không có sợi lết hạt nhân ngang ra cầu chơi xe lăn ngang chơi trước mặt hoặc trưng báo nhiều người khác cùng chơi hoặc trưng báo một người cùng chơi nhiều người cùng chơi cho nên sẽ làm cho ba người trong một niệm người
phải những cái như thế đó cho mình. Nó sẽ gây mọi người nó vào trong những cái gì cả, vì tao bắt lên trên còn trong mình ngồi tại cho khó nặng mới có hình kiếp này mới được họ thân người quỷ, rồi mới là một mình cái sáng mới họ sanh họ thân xuất sanh tại sao chẳng mà một mình kiếp này mới đang sanh người và được người nhớ mà mình còn một hai tầng nguyên sức hay bị người khác gần một vợ thân không lâu phải xa là bác rồi nữa nếu mà tác trên khác cũng nhường mà còn phải tới sắp khổ như thế có nên là tại sao nó kiếm một thêm kinh chưa có gì tuy là chứng lại nữa nên có tác cho mình sai có người nam nữa là đang được mãi trong giường đói còn sống hay muốn chết thì không được thật ra là chân ba hết các hạng của dữ cho nó cái hết trong nhà và cái là cho mình nguy hiểm và bị bóng đạn và cái và có cái thằng đi cầm đi trải qua nhiều tháng như năm nó hai mươi lăm bên bạn cái giấc ngủ thứ hai không sao khổ cái điều bên người đàn ông đó quyết định là cái này chậm nên mà là có chết và là có lành có một tôi cái nào nó hơi bên cái đó cho nên nó trước tôi có cho Phật và tác chứ không cho tôi cái này một tiếng cái tại này tôi chỉ nói trước chuẩn với cho Phật và tác chưa Bồ Tát tôi thấy mà đọc một cái nằm một biến với những món vật kia của người bình thường ưa thích như y phục đồ quý báu nhà có gương vườn nói trước người bệnh có cái lá một sáng gần chúng tôi trên đó hồi đó nêu người bệnh này đã trước kinh tượng hoặc đem những con vật này hoặc cúng dường kinh tượng hoặc tăng tượng hoặc Bồ Tát hoặc cúng dường cho hoặc xây dựng cho hát hoặc sống sáng mình hấp cúng và có một con hồng trụ sáng lên như vậy ba lần để cho người bệnh nghe biết ngày sáng nhìn thấy con người bệnh đã phân tán nên họ đã giúp hồi học một ngày hai ngày ba ngày cho đến ba ngày cái nó sẽ bật trên trang mình nói cái tụng bên này người bệnh đã hai giờ đến tiếp cái tàu bệnh nên tàu dán không nói có hả người bệnh đã sau khi mà chung giờ cho hai giờ từ trước cái tàu bệnh nên nhớ nên tàu có dán không nói có hẳn và sau đó cũng không nhớ biết về trước cũng nên là nên người đó tự mình chiếc cái này một bản người bên chép và tự mình rồi bán tự đáp án tự mình nhận tầm tác cho nên bằng khác bài đáp người đó theo với cái định nghĩa lớn để có một quá một để có bạn vì thế nên nếu không thấy có người nào và tụi mình này chính có lầm cho đến cái lầm cho nên trong một niệm mà khen kênh này là có lòng kính đối với kênh hạ mình trong nhiều con thở mình dùng trong nhiều kênh trước để liên hướng người đó có lòng siêng năng chứ đừng hối hận hãy có được hãy có thể để cho mình mất công đức không phải các bạn hiện tại bị lai chính siêu đạo vong linh đại biểu nói đẹp quan cái cho mình xem những chúng sinh nào chúng giúp mỗi cho chim bao hết các hàng quỷ thần cho đến các hình những cái hình lạ rồi học buồn bã học khóc lóc họ cầu gãy học than thở thấy hồn họ sạch sạch đó đều là vì một cha mẹ con em một chồng vợ hoặc trong một đời mười đời hay trong đời nghìn đời và hết bất cứ bị đau lệch trong chúng đạt cho được cái khỏi không biết trong mong phương pháp được nên đã có bao nhiêu khó não nên nói về pháp bảo có từng có người có từng có nhiều trong đời trước họ là không còn mong là không tiện gì để cứu thoát khỏi đạo để qua em nên dùng phước vị hồng khiến hẹn hồi đó đó chứ không thể có cho Phật Bồ Tát trong bài tập cái này một biến và cánh người thấy đầu đổ số 3 biến cho đến 3 biến và cái là người họ đang mất cái đạo kia khi chúng mình kinh đổ số 3 biến nó xong sẽ đặng để hết thì là để sách thì nó sẽ ngủ còn hai ngày nữa có nó lại lại nữa này với người thế nhưng trong mình sao có những người hạ tiện một cái trai một cái gái những cái một người ta chơi ra biết là ra người ta chết cái gái còn sáng mai đó họ đang chỉ tâm cho người lên đây tự nhiên làm một tác và trong mấy ngày nữa như hiểu có đề tài một tác đủ một con biến được đủ một con biến được những người như thế đó ở như thế đó khi mới có hơn 2 tỷ hiện đời chứ mình muốn đời sau mình sau ngày trong quý không còn xa đào và ép là nữa không còn xa đào và ba đường ép nữa ba đường ép khổ nữa được những người như thế đó sau khi mẹ một mắt sau khi mẹ một báo thân hạ tiện ở hiện đời cho mình muốn đời sau hưởng sinh vào nhà hưởng sinh vào nhà tôn quý không còn phải mắt còn không còn có xa đà ba và ba đã ác khổ nữa đúng rồi con là con dễ nuôi đại bữa nữa này con khác cho ngày sau nó có giúp cuộc đời các hàng sẽ lên lại bà Nam Môn chuyên giải cư sĩ bà Nam Môn chuyên giải cư sĩ tất cả các hàng người nhân tộc còn họ khác nếu có người nào mới sinh đẻ hoặc nếu người nào có người nào mới sinh đẻ một trai một con gái để cho mỗi ngày sáu mươi
thì cha mới sinh ra đó mà. Nếu mình hẹn con đi tặng một cách được một không khí là biểu cho đọc phần kinh điển không phải như vậy này. Sớm về cái trẻ mà sinh ra đó đọc phần kinh điển không phải như vậy này, tại vì đứa trẻ đó niệm hiểu nghề trong cái đứa một con bé được vậy. Hai đứa trẻ là một là hai đứa trẻ một cha là gái nó sinh ra đó, nếu trước nó có người lấy tập và chuyện bạn hát có cả nó sang ngủ về dễ nuôi để nó sống lâu, còn nếu nó là nó có lệnh màu xanh hoặc là nó còn nãy nuôi hơn còn sống lâu hơn. Ngày trên kinh phố lại nữa đừng quên một cách trong tháng ngày 11, 18, ngày 18, 23, 21, 18, 19, 20 và ngày trên đây là các ngày mà các ta cứ nhớ lên định là nặng hay nhẹ. Tất cả những cái niệm của tôi xem có như vậy là không có gì thì chẳng phải là tội lỗi. Hôm nay là những kẻ muốn lung biến hại chân chấp là cho mọi người chúng mình tội lỗi. Và tại sao nó có chúng sanh nào cho mọi người cho đến đây một cái trước tượng của chư Phật Bồ Tát Hiền Thánh đã đọc cái này, đã đọc trong cái này một biến ở chúng mình có một chỗ người đã muốn lên tôi Nam Bắc trong cho mình trong cái 100 gia tầng không có xảy ra cái việc tai nạn, còn chính những người đã ở các mọi người chào trẻ về hiện tại và vị lai trong trong mình nó có hai đạo người chơi cái nhân đây nó phải ngày nó có thể mỗi ngày trong một biến kinh này hay là người trong nhà không phải mất phải thật bất ngờ đạo một cái dập trong quán thì có quán người hát nên biết ngày này cảm giác các số người có lắng nhìn sẽ rất thân xa như thế chúng ta trong quả như bộ đời này có như lớn với ngày này tại đại sĩ có người ok có người được nghe nhìn hiểu cái điều này được nghe hiểu người tầm tác của cái tổng người tầm tác dẫn đến nghe được ba chữ hay làm trong kinh này nói một cái một câu người sau đó được sự vui là hồng cũng sự vui là hồng trong hiện tại trong người là người đã sinh được sinh hình nói sao mình cũng quá là xinh đẹp. Hỏi sao mình có quen người tên đẹp. Kinh này có kinh khi nghe Đức Phật khi nghe Đức Phật thiên bày khi nghe tên sẽ xong thì có người ta cùng mình xuống cho tất kính và bạch thủ Đức Phật cần Bạch Thế Tôn thì là lâu con đã biết vì là tên sĩ này vì là tên này có hoàn lực là không phải như vậy như thế xong nên về muốn chúng sanh cho mình sao biết rõ những lợi ích đó thì có nói bạch thủ của Đức Như Lai vâng con xin kính nhờ là Phật dạy. Bạch Thế Tôn cái này là định là tên gì giờ con định cho con lấy bố thế nào. Nó phải bốn ngày bốn bảy cái này có ba hiện một là địa tạng bốn hình kinh cũng gọi là địa tạng bốn hình kinh đây là thứ hai cũng gọi là địa tạng bốn hình lực kinh đây là thứ ba gia bị ngày này tạng một tác từ cái đời sau đến nay thường phát nguyện ông lớn đạo đức chúng sanh nên cao phải đúng hai tâm nguyện mình hành nhiều bất kinh này nhãn quán như xong thực chịu cái tay cũng phải là Phật mình lôi ra cái này tạng một tác bốn nguyện như xong hết. Ha ha ha, Bụt Sắc Mô Đi Sô ha ha.